Xin chào và đây là book review by VL. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy tiếp tục cái chuỗi video về sách tâm lý học. Ở video trước, mình có chia sẻ với các bạn 10 cuốn sách để mà có thể thấu hiểu bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là cảm xúc, như là suy nghĩ, như là hành vi. Bạn nào chưa xem thì có thể xem lại ở đây ha. Trong clip này thì mình chia sẻ với các bạn 6 cuốn sách tâm lý học giúp cho các bạn có thể cải thiện mối quan hệ của các bạn với những người xung quanh. Phần lớn những vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải nó đến từ cách chúng ta tương tác với những người xung quanh. Hoặc nói ngắn gọn hơn, nó đến từ chúng ta và người khác. Từ việc chúng ta không hiểu người khác, từ việc người khác không hiểu chúng ta. Để rồi chúng ta có những cái mâu thuẫn, chúng ta có hiểu lầm, chúng ta gây tổn thương cho nhau. Và 6 cuốn sách này mình nghĩ nó sẽ giúp cho các bạn cải thiện mối quan hệ với ba mẹ, với thầy cô, với đồng nghiệp, với bạn bè, với cấp trên. Túm lại là với tất cả những người trong cuộc sống của các bạn sẽ được thể hiện qua 6 cuốn sách sau đây. Đa phần những cuốn này mình thấy nó khá là dễ đọc và nó giúp cho các bạn tiếp cận với góc nhìn tâm lý dễ dàng hơn. Và 6 cuốn này nó cũng đại diện cho nhiều cái trường phái, nhiều cách thức tiếp cận tâm lý nữa các bạn. Tâm lý học cá nhân thì chúng ta sẽ có cuốn Dám bị ghét. Thuyết gắn bó thì chúng ta sẽ có cuốn Attachment, gắn bó yêu thương, và Homie Tight. Cuốn này thì chưa có dịch ra tiếng Việt. Hoặc là trong tâm lý học nhân bản thì chúng ta sẽ có Tiến tình thành nhân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu các bạn nhé. Cuốn sách đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn đó là cuốn này, Dám bị ghét. Cuốn Dám bị ghét thì mình đã nói trên kênh Vui Lên rất là nhiều lần rồi. Cuốn sách này nó là một cái dạng hội thoại giữa một cái triết gia và một chàng thanh niên. Và những cái nội dung trong cuốn sách này thì nó được dựa theo tâm lý học cá nhân của Adler. Và mình nghĩ là cuốn Dám bị ghét giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách mà các bạn tương tác với những người xung quanh, xu hướng hợp lý hóa hành động của chúng ta như thế nào, những cái mối quan hệ hàng dọc, hàng ngang trong cuộc sống nó ảnh hưởng tới chúng ta ra sao. Mình nghĩ là Dám bị ghét là một sự khởi đầu rất là ổn và rất là dễ. Và nếu như bạn đã từng đọc Dám bị ghét rồi thì hãy xem thêm cái video này. Sau khi đọc xong Dám bị ghét thì mình có gợi ý thêm 3 cuốn sách để các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về sang chấn tâm lý, về cảm xúc và về mục đích sống nữa. Các bạn có thể xem cái video đó và tìm thêm sách để đọc ha. Dám bị ghét thì mình nói khá là nhiều rồi nên là mình nói lướt về nó một chút xíu thôi. Cuốn sách thứ hai chính là cái cuốn này, Cha mẹ độc hại. Cuốn này mình cũng đã từng review trên kênh Vui Lên, một cuốn sách rất là hay. Gia đình là thiên đường, đúng không các bạn, là nơi chốn an toàn. Nhưng gia đình cũng là địa ngục nếu mà chúng ta phải đối diện với những cái cha mẹ có xu hướng độc hại. Thế nào là cha mẹ độc hại? Làm sao để nhận diện được họ? Làm sao chúng ta có thể chữa lành những tổn thương và ngồi xuống để nói chuyện với họ? Cuốn sách này nó là những cái kinh nghiệm, những cái nghiên cứu, những cái ví dụ thực tiễn và kết hợp với rất là nhiều cái bài tập và trải nghiệm khác nhau. Nên mình nghĩ là nó giúp cho các bạn có một cái nhìn rõ hơn tại sao ba mẹ lại làm tổn thương chúng ta. Chúng ta nên nhìn cái tổn thương đó như thế nào và chúng ta nên có những cái bước tiến để mà cải thiện mối quan hệ, để mà hàn gắn ra sao. Vì mình có nói rồi đó, gia đình là thiên đường cũng là địa ngục. Vậy nên nếu như mà chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ với gia đình, chắc chắn nó sẽ là một cái nơi của sự an toàn, của sự yêu thương, của một cái nơi chốn cực kỳ tuyệt vời, đúng theo cái nghĩa mà gia đình nên phải có các bạn ha. Cuốn sách thứ ba mà các bạn có thể tìm đọc để mà cải thiện mối quan hệ và trong tình huống này đó là liên quan tới tình yêu, đó chính là Gắn bó yêu thương, một cái cuốn sách màu đỏ của tình yêu. Tại sao chúng ta lại có xu hướng thích một cái kiểu người nào đó, các bạn có trả lời được không? Và tại sao chúng ta cứ yêu cái kiểu người đó từ lần này sang lần khác để rồi chúng ta lại chia tay trong đau khổ, trong nước mắt? Cuốn sách này nó giúp cho các bạn hiểu được những cái kiểu gắn bó của các bạn trong mối quan hệ yêu đương. Xa hơn nữa đó là gia đình. Và những cái mối quan hệ gắn bó này nó đến từ tuổi thơ của các bạn ra sao. Mình nghĩ là khi mà các bạn hiểu về cái kiểu gắn bó, nó cho các bạn nhiều tự do để mà có thể kết nối trở lại. Đọc cuốn này mình nghĩ là các bạn xem phim cũng thích hơn á. Tại vì trong phim hoặc là trong cuộc sống hàng ngày nó cũng có, đó là những cái bạn có xu hướng gắn bó lo âu thì rất là dễ bị thu hút bởi những bạn có cái gắn bó tránh né. Hai kiểu này rất là nồng cháy, rất là cuồng nhiệt, nhưng có rất nhiều mâu thuẫn khác nhau. Một bên thì có cái nỗi sợ là mình không xứng đáng với đối phương, để rồi liên tục tương tác, nắm bắt và có thể làm cho người khác cảm thấy rất phiền. Những kiểu người tránh né thì muốn im lặng, dựng cái hàng rào chắn, muốn không gian riêng, và họ không thoải mái với những cái cam kết lâu dài. Và nếu mà họ không thoải mái với cam kết lâu dài thì người lo âu chắc là sẽ mệt lắm đây. Và cả hai đều có những cái vấn đề khác nhau. Mình nghĩ là nếu mà các bạn đang yêu cũng nên đọc cuốn này. Sắp yêu thì rất nên đọc, và đã yêu và tổn thương thì đọc để hiểu tại sao chúng ta lại có xu hướng tìm tới những cái người làm chúng ta tổn thương. Và có thể chúng ta biết về mặt lý trí là chúng ta sẽ đau khi gặp cái người đó đó, nhưng về mặt cảm xúc thì chúng ta vẫn tiếp tục tới với họ. Lý do là gì? Mình nghĩ là cuốn Gắn bó yêu thương này dựa trên thuyết gắn bó sẽ cho các bạn cái câu trả lời rất là hợp lý.
Đang nói về thuyết gắn bó thì các bạn nên đọc luôn cái cuốn này, Hold Me Tight. Cuốn này thì nó chưa được dịch ra tiếng Việt các bạn, hơi tiếc. Nhưng mà nó là một cái cuốn có sự ứng dụng rất là cao của thuyết gắn bó. Và khi mà các bạn đọc Hold Me Tight á, thì không quan trọng là các bạn có kiểu gắn bó nào, các bạn sẽ biết được cái cách mà các bạn dance, các bạn nhảy trong tình yêu. Nếu đối phương dậm chân mình một cái, mình sẽ làm gì? Nếu đối phương bỏ đi, mình sẽ làm gì? Thông thường thì những cái kiểu nhảy của mình hay làm cho nhau tổn thương lắm. Cái kiểu nhảy đầu tiên là kiểu nhảy buộc tội. Tôi không sai, anh sai, cô sai, tôi không sai. Và cái chuyện buộc tội này nó diễn ra liên tục. Nó là sự chỉ trích, nó là sự tấn công. Để rồi hai người cùng tổn thương và chấp nhận cái sự im lặng để thời gian nó chữa lành. Thực ra thời gian nó không chữa lành đâu các bạn. Chỉ là chúng ta lờ cái vấn đề đó đi thôi. Kiểu nhảy thứ hai là kiểu nhảy tấn công và phòng thủ. Các bạn để ý đi, người yêu của các bạn tấn công các bạn, ba mẹ của các bạn tấn công các bạn, các bạn chọn cách im lặng. Vì các bạn nghĩ là nói với họ cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Họ không hiểu các bạn đâu. Họ quá là rắc rối, họ quá là thiếu kiên nhẫn. Và khi mà các bạn có cái điệu nhảy đó, nó làm cho mối quan hệ tiếp tục đi vào những cái mâu thuẫn sâu hơn. Và cuối cùng là cả hai cùng im lặng. Đây là cái điệu nhảy mà khi mối quan hệ nó dần tới giai đoạn chấm dứt rồi, không còn ai nói với nhau câu gì nữa, không còn muốn thể hiện cảm xúc nữa, không còn muốn cố gắng nữa. Và như thế thì nó rất là mệt mỏi. Hold Me Tight nó cũng có một cái chương trình các bạn. Nó có một khóa học luôn, và khóa học đó thì trị giá $300 lận. Và cuốn sách thì khoảng tầm 11-12 đô thôi. Nên mình hy vọng là những cái đơn vị phát hành sách có xem video này thì hãy mua cái cuốn Hold Me Tight và dịch, tại vì mình nghĩ là nó rất chất lượng. Và những cái lời khuyên của nó cực kỳ hữu ích cho bất kỳ cặp đôi nào. Và chúng ta có thể ứng dụng không chỉ trong hôn nhân mà trong những mối quan hệ hàng ngày thân thiết nữa. Cái tính ứng dụng của nó cực kỳ cao, và mình nghĩ là nó sẽ chuyển hóa được rất là nhiều cái cặp quan hệ tổn thương, hoặc nó cũng xây dựng cho các bạn những mối quan hệ lành mạnh hơn trong tương lai. Cuốn sách thứ 5 mà các bạn có thể đọc để cải thiện mối quan hệ. Nãy giờ chúng ta có nói về mối quan hệ với những người xung quanh, với gia đình, với người yêu. Thì cuốn này nó giúp cho các bạn cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp trong môi trường công sở. Đó chính là cuốn này, Trí tuệ xúc cảm, ứng dụng trong công việc. Khi mà nhắc tới EQ, trí tuệ cảm xúc, thì chúng ta sẽ biết tới Daniel Goleman, nếu mà các bạn đã từng nghiên cứu về EQ. Bác Goleman mặc dù không phải là cái người sáng tạo ra EQ, nhưng là cái người tiên phong và lan tỏa EQ để cả thế giới biết tới EQ, bắt đầu thực hành như bây giờ. Cuốn này thì nó khá là nhiều lý thuyết, nó hơi khô một chút. Tuy nhiên cái bối cảnh trong công việc của nó, mình nghĩ là nó sẽ dễ để những bạn làm trong môi trường công sở có thể đọc và hiểu. Nếu mà các bạn đọc, hiểu lý thuyết mà không hiểu thực hành lắm, thì có thể xem cái video này. Mình có review 4 cuốn sách về EQ rất dễ hiểu. Các bạn có thể đọc lại 4 cái cuốn này. 4 cuốn này nó không ứng dụng cho công việc, nó ứng dụng chung. Nhưng mà mình nghĩ là nó có cùng cái gốc rễ với nhau. Nếu cái cuốn sách của Goleman hơi khó chịu thì các bạn có thể thay thế bằng 4 cuốn này. Và cuối cùng là những mối quan hệ của thầy cô, của lãnh đạo và nhân viên, của vợ chồng cũng ứng dụng được luôn. Đến là cuốn này, Tiến trình thành nhân. Các bạn thấy một cuốn sách có cái bìa rất là đẹp. Cuốn này thì nó là một cái cuốn được gọi là cây đa cây đề của tâm lý trị liệu. Với cái phương pháp Client Centered Focus, tức là tập trung vào khách hàng, tập trung vào thân chủ. Cuốn này nó giúp chúng ta hiểu cái cách mà tôn trọng đối phương, cho đối phương cái không gian tự do để được họ là chính họ. Cuốn này thì rất hay, nên có những cái bài học mình đã để ở đây. Các bạn có thể xem, mình phân tích khá là kỹ. Wow, nói xong thì mưa cũng to quá. Nếu mà các bạn nghe có ồn lắm thì thông cảm ha, tại vì dạo này Đà Lạt thì nó cũng mưa khá là bất chợt. Vừa rồi là 6 cái cuốn sách để mà các bạn có thể hiểu được những mối quan hệ xung quanh, cải thiện những mối quan hệ xung quanh dưới góc nhìn của tâm lý học, của nhiều cái trường phái khác nhau. Tâm lý học cá nhân, tâm lý trị liệu, tâm lý nhân bản, rồi những góc nhìn hiện đại của cảm xúc cũng có nữa. Mình hy vọng là những cuốn sách này nó sẽ giúp cho các bạn ha. Trong clip tiếp theo thì chắc là mình sẽ nói về những cuốn sách tâm lý giúp chúng ta có thể chữa lành những cái tổn thương. Đó là những cái phương pháp trị liệu, những cái câu chuyện, những cái nghiên cứu để mà các bạn có thể hàn gắn những cái tổn thương. Và nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong quá trình chúng ta hiểu mình cũng như là tương tác với những người xung quanh. Có thể nói là cái loạt video sách tâm lý này nó bổ trợ cho nhau rất nhiều. Nên là mình hy vọng các bạn sẽ tìm đọc trong thời gian chờ mình làm những cái video tiếp theo. Nếu như các bạn đã đọc rồi thì cũng có thể comment cho mình biết cái trải nghiệm của các bạn với. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo của Vui Lên. Bye bye.